Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Chukbat. Thì hiện tại dự án Chukbat này nó có một chương trình là Public Sale Wallet nè các bạn. Thì chương trình này góp nó như sau nè bạn. Chọn ngẫu nhiên 500 người may mắn tham gia wallet của nó nè. Và random cho 450 người may mắn nhận được 200 đô các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả như video mà anh Phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn connect wallet. Các bạn connect với chúc tất cả các bạn nhé các bạn. Rồi các bạn chọn vào connect nè. Rồi các bạn chọn vào với chúc của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào kết nối nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào lưu và gửi đi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nữa nè. Rồi thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Còn anh 4 số 3 nè. 1, 2, 3, 4 QS. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nè. Rồi bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Ôi sao mà connect không được. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bấm sell luôn. Rồi các bạn join kênh Telegram group đó nè. Rồi trên kênh Telegram bạn join sao nè. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Các bạn truy cập khoảng 10 giây nha bạn. Mười mấy giây. Các bạn join sao, các bạn chờ khoảng 10 giây, bấm vào continue các bạn. Ok, mình đã nhận được 15 điểm rồi. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi, mở Telegram tất cả các bạn ra lại nè. Rồi, bạn join sao nè. Rồi, bạn bắt đắp lên nè. Ui, tài trời, tới mười mấy, 15 giây nè các bạn ơi. Rồi, các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi, sau đó nó sẽ mở ra những vùng nhập này các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi bấm vào continue nè. Tiếp tục retweet nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lại các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Để nó coi tweet dịch gì. Cái wallet sống như người thiếu hot trong mùa hè năm 2020. Rồi các bạn bắt đắp rồi đi các bạn. Rồi sẽ dán tầm này. Sau đó các bạn nghỉ quýt các bạn. Xong đó. Rồi các bạn trở vào nghỉ quýt nè. Continue. Rồi các bạn bấm vào tầm quýt nè. Các bạn bấm lăng test nè các bạn. Xong. Rồi các bạn bấm vào continue nè. Rồi tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên này. Rồi tiếp tục. Đây định ghép cái mục ghép phơ này các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè vậy thằng để kiếm thêm tôi cần nha các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter nữa nè. Nhấn vào tại Twitter này. Đăng test cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue nè các bạn. Rồi tiếp tục follow tại Twitter cái nữa nè. Xong rồi. Rồi các bạn sell lên tờ Twitter đi các bạn. Đăng test. Rồi 145. Như vậy là xong các bạn. Các bạn ghi việc lên ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm thêm tôi cần nữa các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.